Đây là bạn đang lên trái nha bà con. À, vô dây. Rồi cái cốc dữ lắm, cái cốc bự. Hello, chào mọi người. Hôm nay anh em mình quay trở lại bè thốt nốt câu nha mọi người. Hôm nay đi máy có thể cho bạn đít đen nữa. Chén lần nào đi có nó là không chính nè. Để câu bữa nay coi có lên hàng không nha mọi người. Rồi hôm nay năm anh em mình chủ đây nha. Còn tối nước không ăn thì mình về lên trên kia nữa. Đi lên phía trên đó. Hướng đó là cầu Dàm Cống nha mọi người. Rồi giờ thì anh em mình ra cần trộn mồi nữa nha mọi người. Rồi hôm nay anh em mình tiếp tục đánh cám CT thơm nha mọi người. Này đánh cá CT đây, với lại dù đếm thì mình câu mồi cá xay nha mọi người. Để anh Thịnh xuống, anh Thịnh chuẩn bị mồi cá xay nha. Còn giờ anh em mình trộn mồi thơm để câu cá cóc. Mồi thì cứ một bịch cám này vô một ít nước, nói chung là tỷ lệ 1:1 đó. Dễ dẻo là câu được nha mọi người. Hỏi thêm gì hết nha. Còn ví dụ cá chạm ăn hay anh em muốn thêm gì đó thì thêm D1 hay là bơ chuối gì đó, thoải mái. Anh em lưu ý là mình trộn vừa đủ câu thôi nha. Thì hôm nay mình đi tới 5 người nên mình trộn hết bịch luôn. Còn anh em câu ít thì mình trộn ít thôi, trộn hết thì trộn thêm. Chứ để nó bay mùi thì nó cũng mất cái tác dụng, giảm hiệu quả của cám nha. Rồi cứ trộn đảo dẻo dẻo là câu nha mọi người. Câu chùm nho nha. Vinh nha anh em. Cám nha. Đứt nẻo rồi vậy? Ủa hai nẻo hả? Nẻo thôi à. Ủa cái này thằng cá cốc chứ đâu. Điện gọi riêng cá vịt. Thấy không? Thấy. Con cá đầu tiên nha mọi người. Trời ơi là trời nè, anh em ngồi đây nè. Quýnh game. Để ông anh không đi. Ông anh không đi bào nè trời. Rồi sáng con nào đưa cho em này để riêng ra. Chết luôn. Chỉ lỗ nó câu rồi trời. Có quýnh game không nè, đó. Mất cái cốc này. 7 đánh lạng hết đâu. Đó, có vậy có 8 lạng rồi. Trời ơi. Đó, cho quýnh game đây, quýnh game đi. Ủa, đúng rồi. Thấy nó quýu tưởng 9 cây không? Thôi, nghỉ luôn đi. Thôi, nghỉ đi con cá. Câu kéo gì không biết. Thằng làm giỏng đánh game, thằng câu tôm thì ngồi chứ chuông mổ bong 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 bong. Không đỡ lên, không dính. Nó dính đâu. Đừng, nó dính qua đây rồi. Nó bờ rồi. Ủa, cốc rồi nè. Nó rút liệt cái đọt xuống luôn tao. Nó rút cái đọt chứ tao thấy vậy tao mới chạy tao đóng cái ghép dính tao biết xong biết. Cái giọng này nè. Hết rồi, nãy giờ lâu lắm rồi. Cắp cái nặng mấy mồi liệu liệu vậy. Rồi lên cá cái kìa cha con buông thổi chạy kìa. Đó, bóp kìa đó. Cốc con bự bự không vậy không cao. Trời cái cốc con cái cốc kìa. Nó là thầy luôn rồi đầu nữa. Ờ mà sao nó chạy yếu vậy ta. Bây giờ có con tôm càng này chứ chú. Con có tôm càng. Dạ. Con. Dạ. Cái này mình đóng già với bao lâu mình mới dở một lần hả chú? Rồi coi coi đóng già là 2-3 tháng rồi bác ơi. Dạ. Nói gì đi, có tháng luôn. Tháng là trung bình. Dạ.
có nhiều thì giữ sớm con đi câu. Con ở Cần Thơ luôn, con lên cái câu. Dạ, con đi đây cũng gần á, chứ bình thường con đi qua bên tí Sa Đéc, bên Cầu Lãnh này kia. Dạ. Thầy ghiền cái đi câu. Mấy con em là nó ở gì? Ở Thái Lai. Dạ. Thái Lai mà lỗ xe hả là? Dạ thằng Vinh này nãy thì nó ở Thái Lai. Ngay chợ Thái Lai lên xíu. Dạ. Còn con thì con ở Chà Nóc. Con Chà Nóc. Dạ. Con ở gần nhà anh Thịnh nè. Tu về nội đúng Cần Thơ mà đi Cần Thơ ở Phụng Điền. Dạ. Phụng Điền mà Phụng Điền Cầu Nhiếm á nghe. Cầu Nhiếm dạ. Cầu Nhiếm thì đi qua bên chỗ con nó có mấy cây à. Con ở bên Thái Đông á. Con ngay chợ ngã tư Công Quyện á. Không gần không. Biết là cái cậu cá găng nó chạy vô. Dạ. Thì từ ngã tư Công Quyện qua bển khoảng 6-7 cây vậy á. À, tới ngay Cầu Nhiếm. Chưa biết nó đến Cầu Nhiếm chứ chưa biết Cầu Nhiếm. Cái cậu cá găng vô tới bắt đầu là hẹp cái rồi. Dạ. Tới nhà qua sông mà tới nhà. Dạ. Bữa đi có đó, ít là có đó. Có được rồi. Cái nào, cái nào? Cái cây cuối cùng á. Có, ở rồi. Có. Đây có. Đóng ké anh em, đóng ké anh em. Sợ ghê không? Mày thôi mày nhằm nhẫm nó mới dính. Mà biết cho tao bắt nó dính rồi. Trời ơi, ăn cá cóc. Con này cóc bự rồi. Tầm 300 gram à? Hơn á. Hơn. Con này hơn á. Cái bụng dây. Mày bụng dây cho nó lôi cầm cái dưới liền tao mấy. Tao hát được cái cầm. Số mấy vậy? Lưỡi cơm á. Trời ơi, trời, có bóng lỗ mẹ thằng chồng mà giấu. Mấy
Ê, móc vô câu cá luôn. Móc vô câu luôn, móc đi. Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Cây đánh khuê mới thăm đó, thăm sao dính dây ra luôn rồi. Bỏ luôn á. Lấy cúp. Bỏ luôn á. Lấy cúp luôn. Nguyên bọc. Cái này thì giờ nãy giờ nó không ấy, sao giờ nó vậy? Cái nào? Cây đậu thẳng, đậu ta thủng. Lên nữa nha anh em. Rồi rồi. Rồi rồi còn. Kể hậu chó chạy ra gì. Quýu đọt cả trơn. Cảm giác. Sao ông thầy không được bắt cá, đóng lên dưới dây đưa tao bắt được. Chết luôn. Cá bự á. Cái gì vậy? Gì? Đừng cần nó chạy tay lên. Đừng có cừ nữa đâu, mới thầy tao quê. Thầy quay cá. Con bánh đi quay thầy ơi. Đừng có cừ thầy đâu. Ơi má, thầy vuốt đầu thầy nói má xuống được bắt con cá. Gì? Xuống được bắt con cá, thầy tôi. Vô. Sợ vậy. Xả dây ra. Từ từ đừng nãy nữa. Xả dùng dây xuống. Ra đâu? Xả dây ra đi. Dùng dây xuống. Từ từ, nhiên cái nãy cũng im ru đó, nằm dưới á. Mở cò ra. Em xả dùng dây xuống luôn đi. Nó nằm dưới á. Nãy cũng ghi gan với im ru à. Cầm máy banh Vũ. Cầm máy quay banh đây. Quay rồi á. Thank you.
kéo mạnh lắm, mạnh hơn cái hồi nãy kéo. Sản nha, sản như này nha, cá sát Uno. Ừ đúng rồi, sát thì chà bá không. Cá sát này mấy con dùng ký anh? Hả? Con này cũng mười mấy, 20 con hả? Con gì đó vậy? Còn bữa con kia là bự hơn nữa nè. Trời, 4 con cây. 4 con cây mà 5, 6 con ký. Ghê vậy. Ê, ê. Cái con nhỏ này khách thu rồi, lưới có 3 con rồi. Lưới được con với 6kg rồi. Kiếm đầu gà nữa, kiếm đầu gà còn bấm 5 kiếm mấy nữa. Nè, bạn đang lên trái nha bà con. À, vô dây. Thôi thôi cái cốc dữ lắm, cái cốc bự. Vô lên em ơi, mới vô có bản làm là anh làm tranh thủ gì vậy? Nè tôi mới búng cái gần lên kìa, má kỳ ta, má mình vừa ừ mà chét đi xin chét coi lộn quá. Ê đừng nắm cái đuôi nên cái đuôi này cần thầy giáo ghi bàn. Thầy giá ghi bàn mà. Ấy ơi, cần thầy vớt nè, vớt nè. Nè vớt nè, đừng có vớt đi. Lên cá nữa nha anh em ơi. Quýu đọt nha. Đó, cốc nữa nha anh em. Cốc nữa, cốc nữa, cốc nữa. Rồi vớt luôn, vừa vớt luôn. Chớp 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 chớp. Chớp 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 chớp. Chụp đi, chụp. Chụp, chụp đó. Chụp. Mặt, ê, ê, ê. Nè, nè, nè. Không lên thử. Còn anh trời ơi trời, lên hàng, lên hàng cá cốc nha, cá cốc nha. Quay thấy cái đọt cắm dưới, cắm nước luôn á. Lên cá, lên cá. Cái đọt cắm dưới nước luôn. Ôi ôi. Băng bỏ rộng. Ê, dừng nhảy chứ. Cá nha mọi người. Này bỏ rộng thả thả đi ngoài em đi. Vô. Hello mọi người, thì giờ cũng là sáng rồi nha mọi người. Anh em mình giờ chuẩn bị dọn đồ về cho mọi người. Rồi để mình quay thành quả hôm nay của anh em mình cho mọi người coi nha. Đó, còn cái cốc. Cái cốc bự, cái chắc cỡ ký rưỡi á.
Vì đây cái gốc. Cốc, 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 cốc. Thịnh nhân lưới có cá sách mà. Có rồi, có ba con chị. Buổi sớm vô được con tôm. Như đây tối là câu cám nha mọi người. Rồi này là con cá cóc bự nha mọi người. Thì nó ăn thì đêm hôm qua ăn biếu đọt luôn. Bún một câu chụp không kè bay xong luôn rồi. Rồi giờ thì anh em mình chuẩn bị về nha mọi người. Trời cũng mưa lâm râm rồi. Rồi chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video sau.